Ok, lên em. Hôm nay chơi thử con là Lam Lai nè. Đây là một con game mà chiến thực theo kiểu nhập gia tên bay á. Thì nó na ná với cái dòng XCOM hay là mấy cái dòng chiến thực thì gần đây anh em thường chơi thôi. Con này cũng mới ra mắt gần đây, giá cũng khá là cao nên vẫn là chơi bản thuốc coi thử làm sao. Có gì thì cuối năm nay có Winter Sale hay là mấy cái gì đó. Mấy sự kiện sale đầu thì đương nhiên phải mút rồi. Game đừng làm với Unity nha. Sim đi con. Sau này thì anh em sẽ không thấy cái mấy cái logo mà hiển thị mà Unity như vậy đâu. Unity đã dần bỏ cái chính sách mà bắt buộc phải hiển thị logo ở mấy con game đó lên à. Game này thì chắc không cần bật Genshin đâu. Tôi sẽ để nó ở 60 fps thôi. Audio có vẻ hơi bé rồi phải. Đây là cái âm lượng tổng, âm nhạc, môi trường, cái giọng nói, hiệu ứng âm thanh, rất nhiều thứ. Graphics hả? Ucha chắc không nổi đâu. Bật FPS coi thôi. Một tuần lơ, dẹp, dẹp ngay. Đếp vào phiêu cũng dẹp luôn. Mấy cái này chắc để Ucha 2 thôi. Không nên để cao quá. Thực ra cái con màn hình lõm lõm của tôi thì có để Ucha hay 2 gì nó cũng giá khác nữa. Mấy cái thông báo nè. Bóng thì bóng thường ảnh hưởng hiệu năng lắm, ánh sáng cũng gì luôn. Rồi tạm thời gì control là gì, mình có thể di chuyển bằng chuột trái hoặc chuột phải. Mình chắc di chuyển bằng chuột phải đây. Chạy là nút shift group. Tôi nhiều nút quá, tí nữa vô game tính. VC nộp mấy con game như thế này thì chắc em với S60 được rồi, không cần phải nhiều nữa đâu. Rồi vô game thôi. Còn game này vừa có xuất chữ cái captain đó mà. Cái captain này là dạng như nó mô tả âm thanh á, giống như tiếng anh em mà đi trên mặt nước rồi nó sẽ mở hoặc nó mô tả như tiếng dẫm lên nước hoặc là tiếng mở cửa hay là tiếng gió thổi hít sáo gì đó chẳng hạn. Tất cả nó đều có cái đó thì mô tả âm thanh gọi là cái captain này. Thì nó đương nhiên nó bao gồm luôn cái phụ đề rồi. Dạng như là nó mô tả giống như trong một cái đoạn văn đó. Này không chữ gọi gì đây, new game này là bài Target không, này chọn độ khó thì chơi mức dễ nhất thôi, giờ cả thì không có thời gian nghiên cứu nữa mà chơi đi chơi lại vô đó. Đây là cái cấp thành nó mô tả nè đó, tiếng chân chạy nè, tiếng xe máy động cơ nè đó, tiếng va chạm rồi đó. Tiếng càng xe rồi, tiếng thắng gấp rồi chẳng hạn. Gớt gì kìa ông ơi, một cái logo mà con bạch tuộc nó xuyên qua hai con mắt của cái đầu sọ. Tiếng thét vang vọng trong một khoảng cách rất xa. Em nãy di chuyển như một hồn ma luôn. Trễ đó. Đứng canh thời nào mà đội mũ hay đeo mặt nạ nó đâu. Trễ như thế chiến thứ hai á. Em này lực điện phết á. Well done. What's your name again? Tên bạn là gì một lần nữa? Quý ông đi gym. Vinh hạnh của tôi. And we're married to that name, are we? Anh định kết hôn với cái tên đó luôn à? What's wrong with my name? Thì cốt cán vừa rồi là chúng ta giới thiệu được hai ba nhân vật vậy đó. Một ông là nạn nhân, một em là những cái hồn ma. Với hai nhân vật này chắc là đặc vụ chúng ta thôi. Còn Lambert Lugua này á, à, nó cũng na ná, cái bối cảnh nó cũng na ná như con cái phim mà ở gì đó, bị đội cảm tử Sukio quá gì đó. Đây là cái đoạn trò chuyện hai bên rồi. Là tiếp
Đây mình di chuyển WASD, quay camera bằng VR. Mở cái menu bằng nút Escape. Group join group. Thì anh em nào chơi mà mấy game chiến thuật kiểu mà tin bay như thế này chắc biết group in group. Bây giờ đang in group rồi. Đó, khi mình nhấn G thì nhấn G thì nó sẽ chia ra. Đó. Rồi. Hiện tại đang là in group chứ không phải là group đâu. Nhấn G để group lại. Bây giờ mình đang chia ra nè, mình có thể điều khiển là mỗi cái nhân vật khác nhau. Cái G là Recon nữa. Recon là chế độ gần như là quan sát thôi. Gần như là quan sát như thế này thôi. Để chiếu chiếu qua góc rồi đi. Chép là bắt. Thì group lại thì sẽ điều khiển hai nhân vật cùng lúc luôn. Nhấn Shift để chạy, ok. Bạn có thể sử dụng chuột để di chuyển bằng cách giữ dùng trái. Cái này là sai nha. Hồi nãy trong cái phần option này chỉnh vào chuột phải rồi. Đó. Rồi bây giờ là nó lại mô tả trong cái đoạn hướng dẫn là vẫn là chuột trái. Tiếng ồn. À, khi mình di chuyển thì cái dòng xung quanh của mình sẽ biểu thị cái hạt âm gì tiếng ồn. Đó. Nếu có khả năng mà có quân địch trong cái phạm vi trong cái vòng tròn thì chắc nó phát hiện ra mình. Này là gì đây? Chỉ là cái thông tin về môi trường thôi. Có cái chấm này có thể tương tác. Đây là di chuyển thời gian thực. Đo thì cái cửa thường là chỉ phá một bên thôi. Mình có thể điều cái đặc vụ đi qua bển để mở cửa. Nhấn Z để đổi đặc vụ. Game này hơi ngược nha. Em này thì dạng lực điền. Còn thằng này thì lại là thiên về tốc độ và nhanh nhẹn. Khéo léo. Thường trong mấy con game khác thì vai trò ngược lại. Đó giờ mình chuyển qua em này phá tường giống không phải chui qua hả? Đúng là nữ lực điền thiệt. Có phát hiện một cái xác chết. Anh ấy đang ngủ à? Nó ngủ nhũng máu hả ông nội? Hẹo ơi. Không có tin tức gì có hàng cả. Đôi khi đúng là công việc không mấy dễ dàng. Cái xác thì vẫn còn ấm. Chúng ta có thể làm gì được với cái xác đó? Ủa chúng ta nên đi tìm cửa hàng chứ. Thằng kia không lên à? À nó lên à. Trời leo thang leo đúng bên à. Có quân địch. No idea. But 10 francs says one of them has our package. Thì mình có cái kỹ năng là phát hiện được cái tầm nhìn của quân địch đó. Đến gần thì đừng để cho nó phát hiện ra thôi. Lén lút như làm test gì thì có thể mà đến gần thì không bị phát hiện. Di chuyển vô im lặng. Vậy là phải chuyển qua thằng đó hả? Bây giờ là chia ra đi. Chuyển qua thằng này. Nhảy qua đi. Thất đau. Nhấn nút cách thì hạ gục mới được. Nó là nhanh gọn không? These guys are flunkies. We're looking for a bigger fish. An hour ago, this was a game. Còn thằng nữa kìa. Now we've got the dead warrior and goons in gas masks. Bây giờ làm gì? Hướng dẫn ai? Đối với hai đặc vụ thì cái đoạn nén nút á quá nhiều để có thể là đấm được cái nén nút. Mình có thể sử dụng salam để hạ gục 3 mục tiêu trong một lần luôn. Không. Lên đến 3 mục tiêu chứ không phải là 3 mục tiêu cố định nha. Salam sẽ tạo tiếng ồn khi gách đau. Nhưng mà nó hạ gục mục tiêu luôn chứ không phải là bất tỉnh đó. Chuyển qua cái em invis này, nhấn nút cách để giữ mục tiêu và xác định nó. Cái mà kỹ năng thách đau này nè. Cái kỹ năng trên giữa à đây nè. Nó ná ná như này đó. Thì giới hạn số lần sử dụng thôi. Đây. Giữ nút cách rồi buông ra hả? Sao nữa? À. Rồi em này đúng kiểu lực điện quá. Giờ mình chỉ còn một lần nữa thôi. Lần này còn hai lần. Perhaps we can slip past them. Ê, ê, còn thằng đó kìa. Quân địch thì có chế độ nghi ngờ khi lọt vô cái tầm nhìn của nó. Đây. Ẩn nấp thì có thể thoát được cái tầm nhìn. Nhưng mà không nên tiếp cận nó quá gần.
quay mặt đi đi bạn. Làm ly cà phê điếu thuốc gì đi, như thanh niên đang ngắm cảnh à. Còn nếu không thì mình sẽ hạ gục này trước. Nó quay đi rồi, nó quay đi rồi. Cái kiểu lén lút này xài có giới hạn thôi nha. Thằng kia đâu? Hai thằng lận. Đợi nó quay đi rồi mình bêm đó. Quay đi rồi mình bêm này. Now you see the guard, and now you don't. Còn này hết cái luật này xong bêm nó ta. Let's get it done. Seems like half of Paris wants this package. Không cần đánh nó, mình có thể đi qua luôn. Thì bây giờ là mình hết mấy cái điểm này rồi, sẽ chuyển qua cái chế độ là tung bay. Tất cả các dịch vụ thì được cộng thêm 15%. Cái đoạn tấn công cho cái lượt đầu tiên trong combat, nên mình nên lên chiến thuật chính chu trước. Thằng em kia đâu ta? Nó thấy hai thằng đồng đội nó nằm một bãi mà nó không phản ứng gì hả? Hay là tôi kiếp qua cái đoạn phải hạ gục này luôn rồi. Nhiệm vụ mình là hạ gục cái thằng lính canh trên nóc này thôi. Nó nghi ngờ rồi. Thôi rồi, lộ rồi. Thằng này nó chạy lên. Mình có thể bắn nó. Tỷ lệ chính xác là 100% luôn. 65% thì chí mạng. À đây là số lượng đạn của mình. Mình có 4 viên đạn nha. Mỗi cái mà đòn bắn của mình á, cái chiêu mình có là 5 chiêu đất nè. Cái chiêu đầu thả đi coi. Thì coi này có chứa 120 HP. Nó sẽ thu hút là trong 2 giao thì nó sẽ phá hủy luôn. Nó thu hút được quân định trong cái phạm vi là chính ô này. Hiệu ứng đặc biệt là tạo ra khói vậy. Cái đồn tấn công thì trong khói sẽ trừ 25% cơ hội tấn công và bị ghét. Đi coi này giống con Miguel trong Apex. Tôi đoán vậy thôi. Số 2 thì di chuyển thôi. Di chuyển chiến thuật. Số 3 là cái khiêu bắn vừa mới bắn nó nãy đó. Cái 4 là cảnh giới. Cảnh giới này giống như trong mấy con game kia thôi. Game Gunner Show hay là XCOM gì tôi hay chơi đó. Là mình quan sát cái phạm vi đó. Khi địch di chuyển trong phạm vi đó là bắn. Cái cuối là gài đạn. Thì mình bắn phát nữa là xong luôn rồi. That's done. Can we get to the good stuff now? Alright, it's happening, this is happening. Let's do this. Lộ rồi. Ông nên di chuyển đây đây. Rồi xong mình bật cảnh giới rồi. Ủa, số 4 mới là cảnh giới. Đây nè. Tại giờ nó núp sau cái đó bắn khó trúng lắm. Bây giờ tới em này hả? Em này thì đấm nó sẽ knock down tất cả quân địch trong phạm vi đó luôn. Knock down thì có thể cản được cái điểm hành động của nó cho đến khi mà nó đứng dậy. Ủa? À em này cận chiến rồi. Đây thì sẽ debuff cho cái mục tiêu á, trừ 1 AP mỗi 1 giao. Tức là mình đấm thì nó không di chuyển được. Cái này tăng né tránh lên. Kéo dài 1 giao thôi. Đi đem phòng thủ luôn. Chắc bật né tránh đi. Giờ mình đấm nó cũng đâu có tác dụng gì đâu. Ngày lên đến tôi nó. Nhú lên là nó cử động trong khi mà cái overwatch của mình á nên nó ăn đạn. Đấm nó. Đấm là phải chạy lại gần nó mới được. Em này khó chơi nha. Ê, ở dưới có lính nữa kìa.
nên hạng nào trước? Cover thì núp sau tường, núp để vợ không cóc thôi. Núp đế giống cốc. Rồi, chơi nó. Mình bật cái chế độ chiến thuật. Ủa không? Chế độ chiến thuật bật lúc nào? Cần vô, cần vô. Trời ơi, giờ nó mới hướng dẫn cái nãy. Thiệt á. Đấm nó một phát, em này cận chiến nhưng mà đấm phát nữa. Rồi cho xong cho con kia dứt điểm. Chỉ có 30% thôi hả? Đi qua này mới bắn. Chăm chăm nè. Một tầng. Did you see that? Chắc nó bắn em này á. 20 máu. Đấm luôn. Đấm phát nữa. Em này cận chiến mà đam ít hơn thằng xạ thủ rồi đó nha. Đứng đây thì không biết bắn trúng luôn á. Bắn hụt cái là báo luôn. 80%. Lụm được súng không? Come on, come on. Come on, come on. Chả lụm được. Cái xác nó có làm gì được nó không ta? Không luôn, không thể tương tác được. Leo đi, leo đi. So, what's he like? L, I mean. He has neat handwriting and he pays well. You've never met him either, huh? Rồi điều khiển em này thích hơn. Em này dạng lực điền mà đam yếu nữa. Đánh tay đồng gần mà đam yếu là sao ta? Tôi nghĩ dưới này nó khá là đông á. 4 thằng luôn. Cái gói hàng thì đang nằm đây nè. 4 thằng á. 4 thằng chắc chơi chiêu này. Có cái gì ở đây đây? Lo à. Có chuyện thôi. Báo cáo nhiệm vụ. Biến động lắm. Nhất tiễn hạ xong điêu. Well. Bình tĩnh, không có gì đâu. Rồi, vô chế độ chiến thuật luôn đi. Chạy lên đấm nó một cái. Xong rồi bật né tránh. Núp ở đây thì nó bắn được không ta? Your name's on my dance card. Cái kiểu này hại gục nó. Tôi nghĩ là vẫn cảnh giới thôi, để đề phòng nó chạy lên. Trời, nó bắn được em này luôn. Sai lầm rồi. À, mình hạ gục nó, mình được cộng 1 AB nè. Đây đấy, chắc kỹ năng đặc trưng của em này. Bật né tránh lên. Xong rồi di chuyển đến chỗ nào núp được á. Tiếp theo là này cũng vậy nè. Di chuyển đây thả thì coi ra. Tại thử kêu nè. Thả ngay luôn được không? Now that was impressive. Oh, just another day for the gentleman Jin. À, nó sẽ bắn vô con decoy. Decoy này thì chịu được vài tôi nè. Decoy không mất máu luôn hết ta. Ủa, mình điều khiển decoy hả? Ủa, decoy bắn được luôn nè. It can't be.
Bá vãi đạn. We still haven't seen whoever carved up the courier. Hey, I have an idea. Let's leave before the butcher shows up. Mình đổi chỗ với con decoy hay vậy? Đi thôi em. Em này thì tay ngắn nhưng mà có chiêu hạ gục thì hồi lại một cái. Một điểm action point. I'm going to open this package. I think we deserve to know what we just risked our lives to steal. Rồi lấy được cái gói hàng rồi. And Mr. L hired us to retrieve playing cards. Mà GL là ai? Playing cards. Chơi một cái cài cống nữa. For a deck of blank playing cards? Not what I'd call a winning hand. It will be when we trade it in to Mr. L for our paycheck. Cái cài cống là sao ta? Hai cái chiêu mà đó thì rất là hoàn hảo cho việc hạ gục quân địch đơn lẻ. À bây giờ chúng hốt cùng với gói hàng. Muốn cái này là trái cây mà. Có thấy dụng méo đâu, muốn cho cái tương tác cho nó. Bây giờ mình đi mình gặp cái thằng mà kết nối nè. The gas masks from Paris are here too. Đâu có gì? There's no way they got here. 1, 2, 3 thằng ít nhất là 3 thằng á. Rồi biết rồi, cảnh giới thì nó sẽ báo động với nhau. Thằng này thì mình có thể lén lút sau lưng nó thì vẫn báo động. À, cái này là đặc chủ có thể ẩn trong cỏ, khó bị phát hiện hơn. Đây có chấm trắng rồi nè. Hayat chiến thực. Một vài cái mà vật phẩm thì nó có thể gây nổ được, giống như mà mấy cái dầu hoặc là mấy cái thùng gì đó. Nhấn Tab hoặc Z để mà kiểm tra cái vật phẩm nó có thể nổ, nó sẽ phát sáng lên. Tab hả? Tab là đổi bên mà. Z là đổi đặc vụ. Hay là giờ à nó à ghê chuột chưa, nó hiện thể nhân tị luôn rồi, được hai cái hả, nào nữa không? Mình cần đi gặp cái thằng mà đặc chủ ở đây nè, thằng liên lạc gì với mình á, bắt kép cái bắt lại. Giờ đợi đứa nó đi vô đây bùm cái thôi. Sao không thấy ai trên vậy? Kìa thấy gì kìa? Mình cho kênh cho. Kìa ba thằng luôn. Bắn. Thích cover nữa chứ. Thằng này phát hiện cho mình rồi. Chắc tôi sẽ đi rồi bật cái chế độ né tránh rồi.